bây giờ chú cứ đưa chúng tôi trở lại bến đò cũ đi. Ai nói đưa bà đó? Chú. Tình ác nhân, ngươi lại giết người nữa sao? Bị sát hại trên chuyến đò về thăm quê, hồn ma Ngọc Phượng may mắn gặp được Đỗ Tư. Bà cũng là nạn nhân của tên cướp. Khôn hồn thì đưa tay nãy cho ta. Cướp, cứu Tư Giới. Con không thể chết được, con còn cha già không ai phụng dưỡng. Cùng một kẻ thù, hồn ma Ngọc Phượng và Đỗ Tư sẽ vạch trần tên sát nhân đã hại mình ra sao? Chào công tử. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện Xưa Tích Cũ với tập 1 của câu chuyện Chờ Người Nên Duyên, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1.